Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu 14 tháng 9 2018. Dow Jones 26.154.67, Week Today cộng 0.92% và Year Today cộng 5.81%. Nasdaq

Giá dầu thô 68 đô la 98 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 14 tháng 9 2018. Và giá xăng là, là, 2 đô la 852 một gallon căn cứ từ dữ kiện cầu, từ công ty 3 chữ A AAA thứ sáu 14 tháng 9 2018. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8594 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu, căn cứ thứ sáu 14 tháng 9 2018. Tương đương 0.7651 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.87 đồng yên nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 112.05 của đồng Yen của Nhật Bản và tương đương với 68 chấm của đồng rubble của Nga. Lãi suất mortgage theo Freddie Mac thứ năm 13 tháng 9 2018, 30 năm cố định là 4.60% và 15 năm cố định là 4.06%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 có 204.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 1.000 so với tuần lễ trước đó, thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 12 năm 1969. Đánh dấu 184 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 1 tháng 9 năm 2018, Mỹ có 1.696.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp giảm 15.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 8 2018 đã cung cấp 201.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 8 ở mức 3.9%. Tiền lương trung bình tăng 2.9% so với năm rồi và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi lên. Dow Jones tăng cộng 0.92%, Nasdaq tăng cộng 1.36% và S&P 500 tăng cộng 1.16%. Cùng ngày thứ Sáu 14 tháng 9, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 1.20%. Chỉ số Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 1.01%, chỉ số London FTSE 100 tăng cộng 0.31%. Shanghai Composite giảm trừ 0.18% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.57%. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc và với đồng Rappo của Nga, nhưng lại lên giá so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng Yen của Nhật Bản. Đồng đô la đã điều chỉnh giá cả phần nào nếu kéo dài có thể làm hàng hóa Mỹ giảm giá và do đó gây ảnh hưởng thuận lợi phần nào cho ngành chế tạo và xuất cảng của Hoa Kỳ. Thị trường việc làm tiếp tục rất mạnh. Tỷ số thất nghiệp trong tháng 8 2018 vẫn ở mức 3.9%, thấp nhất trong 18 năm. Tổng sản lượng nội địa GDP là 4.2% trong tam các nguyệt vừa rồi. Các công ty lọc dầu của Mỹ đang hoạt động với năng suất tối đa để thỏa mãn nhu cầu xăng và đi tại Mỹ cũng như tại hải ngoại cho năm nay và cả năm tới. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện nay đã sản xuất phá kỷ lục 18 triệu baro dầu thô mỗi ngày. Giá xăng đã đi lên chút ít trong dịp lễ lao động. Giá dầu thô ở mức 68 đô la 98 cent một baro. Giá xăng ở mức 2 đô la 852 một ga lông. Theo ước lượng, sơ khởi của cơ quan năng lượng hôm thứ Tư 12 tháng 9 – đây là lần đầu tiên từ năm 1973, Hoa Kỳ đã trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Theo tin tức từ giới quản trị của kỹ nghệ Shell, Hoa Kỳ đã qua mặt Nga và Saudi Arabia và chiếm lại ngôi vua của ngành sản xuất dầu thế giới. Texas là trung tâm phát triển của kỹ thuật sản xuất dầu Shell. Tại khu vực Permian Basin, phía tây tiểu bang Texas, dầu sheo từ tháng 2 đã được khai thác nhiều đến mức qua mặt Saudi Arabia lần đầu tiên trong hơn hai thập niên, ở mức độ khoảng 11 triệu barrel mỗi ngày. Giá vàng xuống mức 1.198 đô la 30 cent một ounce hôm thứ Sáu 14 tháng 9, lãi suất mortgage lên mức 4.60% cho 30 năm cố định và 4.06% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc hiện nay nói chung tiếp tục rất nóng. Thị trường nhà tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới bởi thị trường việc làm tiếp tục tốt, giá nhà đang đi lên và lãi suất một cái cũng có xu hướng lên theo. Công ty Apple đang phải cạnh tranh khó khăn về giá cả quá cao của iPhone so với giá rẻ của smartphone tại Trung Quốc, Ấn Độ và những thị trường nóng khác của Á Châu. Ước tính có tới 400 tỷ đô la bị xóa sạch trị giá cho các nhà đầu tư của Bitcoin từ tháng Giêng 2018 đến nay. Trong hai ngày của tuần trước, Bitcoin có trị giá mất 20%. Trị giá Bitcoin là 20.000 đô la trong tháng 12 đã bị mất 2 phần 3 giá trị, nay chỉ còn khoảng 6.300 đô la và còn có thể xuống nữa. Xin quý vị cẩn trọng. Kinh tế thế giới Kinh tế Trung Quốc hiện đang bị chậm chạp và cuộc chiến mậu dịch có thể làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các cuộc khủng hoảng tại Turkey và Argentina đang lan rộng qua các emerging markets. Italy đang bị dao động, kinh tế Anh quốc đang bất ổn vì hạn kỳ của chính sách Brexit tách rời với Liên hiệp Âu Châu đã gần kề. Trong khi đó, kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán đang tiếp tục mạnh mẽ đi lên. Nhìn chung kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong năm 2018 trong khi kinh tế toàn cầu đang bối rối. Giới đầu tư nghĩ rằng kinh tế Mỹ mạnh mẽ về lâu về dài có thể nâng thế giới lên theo. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.